xin trân trọng cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài đo độ thật lòng của họ dành cho bạn. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Hy vọng bạn tiếp nhận trải bài một cách cởi mở nhất. Sau đây là trải bài của các bạn. Các bạn có lá như sau đây. Các bạn có lá Five of One, 5 gậy. Kế tiếp nữa là các bạn có lá King of Cup, Vua Ly. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá Ace of Cup. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên chính là lá bài 5 gậy. Nó đại diện đây là một cái khoảng thời gian, cái tình huống đang chống lại cho tình cảm của hai người luôn. Đây là cái điều mà họ nghĩ nha các bạn. Bởi vì trong cuộc sống giữa bạn và họ đây có diễn ra một cách gì đó không có được trôi chảy lắm. Mỗi người đang làm một cái việc với những mục đích rất là khác nhau, dẫn đến sự mâu thuẫn của hai người rất là cao. Bởi vì nó có sự xuất hiện của sự gây chiến bất kỳ, trong có sự nỗ lực hợp tác nào, không có sự đồng thuận xuất hiện ở đây nha các bạn. Và một trong hai bạn nó thật sự không có sự kiên nhẫn để cho chuẩn bị vào cái mối tình này. Điều cần là cần các bạn phải kiên nhẫn nhiều hơn để có thể có một cái tình cảm thực sự tốt đẹp. Chính xác là cái ngăn cản của hai người nó chỉ là cái điều khó khăn nhỏ thôi, nó không phải cái điều phiền toái, mà quan trọng là họ không cảm thấy như vậy. Họ để cảm thấy đây là cái sự cạnh tranh, một sự cạnh tranh rất là cần thiết, nhưng mà họ không biết cái cạnh tranh này chính là thúc đẩy để cho hai người hiểu nhau hơn, để tạo ra một cảm giác yêu thương thực sự. Khi mà thấu hiểu, nó chính là cái điều quan trọng nhất trong tình cảm, bởi vì cái sự hiểu nhau mới dẫn đến sự yêu thương các bạn ơi. Bản thân bạn hiểu rõ là khi mà tranh cãi như vậy để cho cả hai hiểu nhau, nhưng mà lại họ không nghĩ vậy. Họ cứ nghĩ cái cốt lõi của sự cạnh tranh này là chính là sự bất đồng. Do đó là họ không biết là cái sự cạnh tranh đang giúp họ phát triển đâu, mà họ cứ nghĩ cái cạnh tranh này là gây cho đau khổ cho họ. Chuyện này họ không muốn dính vào cái bất rắc rối nào nữa, bởi vì bản thân của họ gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống này quá rồi. Và ở một số người sẽ có một câu chuyện là cái người mà bạn thích đó, chính là cái người bạn nghĩ bây giờ đang có rất nhiều người theo đuổi bởi những người khác. Do đó bạn có cố gắng hết sức mình cũng không được. Quan trọng là nằm ở người này. Quan trọng là họ biết họ phải cần làm gì để giữ mối quan hệ này, chứ không phải là bạn. Bởi vì cái người theo đuổi nhưng họ có chấp nhận hay không là chuyện ở họ, chứ không phải là bạn quyết định được là cái người này đến không đến. Chính họ mới người quyết định ai được đến với trong cuộc đời của họ. Có lẽ là người đó không phải là bạn, một người ai khác. Thì cái này chính họ mới biết câu trả lời chính xác nhất. Nếu như có một ai đó đứng ra đứng giữa cho mối tình của hai bạn, để đơn giản chỉ cho ra biết rằng sau tất cả cái tranh cãi này, nó muốn cho hai bạn sẽ hiểu nhau hơn. Thật sự hai bạn cần gì trước mối quan hệ này. Đây là một cái điều lo thiếu hòa hợp trong tình yêu của hai bạn, cho họ bị hơi thiếu tự tin về bản thân của họ. Quá nhiều suy nghĩ khiến cho họ trở nên quá nhạy cảm thôi các bạn. Nếu họ dẹp bỏ đi cái tự ti của chính mình để bước vào mối quan hệ với bạn thì mọi chuyện nó rất là khác rồi. Bởi vì tình cảm lúc nào nó cũng trải qua cái nhiều giai đoạn thử thách hết đó, rồi rất là nhiều mặt. Quan trọng là họ có cảm nhận rõ, nhưng mà họ chưa biết cách để giải quyết ổn thỏa, mà họ chọn cái vấn đề quay đi. Cái việc họ cần làm là họ phải cần giải quyết những vấn đề này, thay vì họ tránh né các bạn. Và một trong hai bạn đang thể hiện sự hiếu thắng rất là nhiều. Có thể cả hai sẽ tạo ra những tổn thương không thể nào quên cho nhau. Việc tranh luận là để giúp cho mối quan hệ phát triển tốt đẹp hơn, chứ không phải là đi phá hủy nó. Một trong hai bạn đã phá hủy nó, mình không biết là ai nha các bạn. Và theo lá bài nói là cả hai bạn cãi nhau không phải là vấn đề lớn. Quan trọng là cả hai bạn phải tìm sự hòa hợp thực sự. Họ người này cũng thích bạn các bạn, nhưng bởi vì cái bản tính họ hơi tự cao tự đại, và coi như là họ không muốn giúp cho mối quan hệ tiến triển hơn. Bản thân họ sống cho bản thân nhiều quá, họ không biết lắng nghe lẫn nhau, hợp tác cũng như thỏa hiệp. Và chính bản thân của họ đang yêu cuộc sống độc thân của họ nhiều hơn là so với cặp kè với một ai khác. Và để đo độ tình cảm của họ, họ có thật lòng với bạn hay không, là họ có thật lòng các bạn. Họ thấy ở bạn là một cái người rất là khôn ngoan, bạn hiểu biết, bạn có một cái tri thức là sâu rộng. Và bạn có tâm hồn của bạn hướng về mọi người rất là nhiều. Bạn rất là tận tâm yêu thương, và bạn phản hồi với lòng trắc ẩn của bạn đối với cuộc sống này. Cử chỉ của bạn rất là nhẹ nhàng, bạn có lời nói rất là nhẹ nhàng luôn, dịu dàng nữa. Bởi vì bạn là một cái người có thể đem được lời khuyên cho người khác. Ở nơi bạn có sự truyền cảm hứng cho người khác rất là nhiều, và mọi người sẽ lắng nghe cái lời khuyên của bạn. Bạn đem đến một sự yên bình thật sự đến cho họ trong cái thời điểm mà hai người quen nhau. Vì mức độ tình cảm của họ, họ cũng rất là thương bạn. Họ cảm thấy khi mà hai bạn xảy ra xung đột với nhau thì bạn rất thật sự, bạn rất bình tĩnh,
và bạn cho thấy là bạn làm chủ được cảm xúc của mình, bạn giữ được bình tĩnh ngay trong những cái tình huống sóng gió nhất luôn. Đây là cái điều họ cảm nhận về bạn, mà họ cũng cảm nhận bạn là một cái người gì đó đại diện cho lòng từ bi nè, lòng tốt và trí tuệ luôn. Họ thấy bạn cân bằng giữa tâm trí và trái tim của mình rất là nhiều, bởi vì bạn cảm xác được cảm xúc của bạn, do đó họ cảm thấy bạn là một cái gì đó nó xa vời với họ lắm. Đôi khi cái sự của bạn quá hoàn hảo hoặc các bạn quá tốt á, lại khiến cho họ cảm thấy là họ rất là thấp bé với các bạn. Một sự tự ti của họ diễn ra trong chính con người họ. Họ cảm thấy là họ không xứng đáng với các bạn. Và ở bạn có một cái cách khác nhau là gì? Bởi vì bạn không có phải là cái chủ nghĩa theo đuổi của cải vật chất, bởi vì bạn tập trung nhiều ở khía cạnh tình cảm và cuộc sống hơn. Nhưng mà cái người bạn quen á, họ lại hướng về cái của cải vật chất. Họ muốn phát triển bản thân của họ dựa trên cái tiền tài và danh vọng. Bạn là đi trái ngược. Do đó cái sự hướng về cuộc sống nó khác nhau, dẫn đến là cái sự tranh cãi với nhau về những cái vấn đề này. Mặc dù hai người thương nhau, nhưng mà thực sự khác cái suy nghĩ nó cũng khiến cho tình cảm hai bạn nó khó được đi dài lâu lắm. Và qua đó họ cũng thấy bạn biết cách điều khiển cảm xúc của người khác nữa. Bạn có khả năng thấu cảm cao, nên bạn rất là giỏi nắm bắt cũng như thao túng tâm lý của họ. Do đó họ sợ lắm, những gì mà họ làm bạn hiểu được hết trơn à. Bạn rất là xuất sắc trong cái vai trò này. Và chính họ cũng biết, nếu như họ tiếp tục với mối quan hệ các bạn, thì bạn làm cái hình mẫu rất là lý tưởng cho tình yêu và một mối quan hệ cam kết. Lá bài kế tiếp sẽ một cái lá bài nói về cách họ hành xử về mối quan hệ của này, của cả hai bạn. Bởi vì họ không biết chính bạn là cái cơ hội mang về tình yêu cho họ thật sự. Bạn có một cái cơ hội đem cho họ trải nghiệm sự lãng mạn ở chính bạn. Bởi vì cảm giác tình yêu của bạn đối với họ rất là sâu sắc và rất là đặc trưng luôn. Một cái cảm giác rất là tốt để cho họ có một cái tình cảm sâu sắc nhất và đem đến cho họ cái niềm vui rất là lớn lao. Nhưng mà không thấy được cơ hội này các bạn, họ không có chớp lấy nó. Bởi vì bản thân của người này đang là một đứa trẻ hoặc là một người trưởng thành đang có tâm hồn trẻ thơ. Do đó họ cần một cái mối quan hệ về cái nhu cầu cảm xúc, trạng thái, tình yêu và sự thân thiết cũng như tinh thần nuôi nấng và nuôi dưỡng họ rất là nhiều. Khi bạn có gì bất như ý của họ là họ sẵn sàng từ bỏ bạn, giống một đứa trẻ mà giận dỗi ba mẹ vậy đó. Họ cần một cái gì đó nó nuôi nấng, nuôi dưỡng hơn so với cái gì đó gay gắt hoặc là khó chịu với họ. Bản thân họ thích nghe ngọt, dịu dàng hơn các bạn ơi. Và cái người này đại diện cho một cái người là không có cẩn thận lắm các bạn. Họ xem thường tất cả các quy tắc hay cẩu thả, ngay cả trong vấn đề làm việc hay là người yêu luôn. Cái đó họ thường xảy ra rắc rối lắm. Bởi vì họ cần phải giữ được tính thực tế, không có mơ mộng nhiều. Họ viển vông, họ đi tìm một cái gì đó hoàn hảo trong cuộc sống. Bởi vì đâu có ai hoàn hảo đâu các bạn. Và ở một số người, cái người này đang có một cái nhu cầu được chơi đùa nhiều hơn là cái gì mối quan hệ cam kết. Do đó họ sẽ có một cái hậu quả nhận đi mà họ phải nhận lấy sau khi họ đã làm những cái gì đau khổ cho người khác. Chính họ sẽ là người không hạnh phúc trước tiên chứ không phải là bạn. Và thực sự bạn đã đặt nhầm trái tim của mình vào một người hoàn toàn chưa sẵn sàng trong mối quan hệ. Từ đó bạn thấy được cái dấu hiệu của bạn đã nhận được rồi. Đó là câu trả lời chính xác nhất, tốt nhất là bạn phải thiết lập ra một cái giới hạn thời gian cũng như cho mình biết là cái tình cảm này có cho phép bạn tập trung vào cái người này nhiều hay không. Do đó bạn mới nghĩ tới mối quan hệ lâu dài với người này. Và ở một số người có thể là các bạn đang gặp một cái người á, họ đã bị thất tình khi trước, cho đó họ muốn giải khuây thôi. Họ tìm với các bạn giống như một cuộc tham gia thành tình cảm lăng nhăng thôi, chứ không phải là một tình yêu thực sự. Mặc dù bạn có thích bạn đó, nhưng mà bởi vì họ muốn tận hưởng cái sự tán tỉnh cũng như là trêu đùa nhiều hơn là một quan hệ cam kết chín chắn hơn. Thực sự lá bài này cũng khuyên các bạn đó, là tất cả chúng ta đều có một cái cơ hội để tìm thấy một người bạn tâm giao, một cái cơ hội để hạnh phúc ở rất là nhiều người. Đừng bó buộc cái mọi suy nghĩ cho mình chỉ dành một người duy nhất. Bạn nên ra ngoài thiết lập một cái không gian cho mình để gặp được nhiều người hơn nha các bạn. Và bản thân của các bạn cũng có cảm nhận rằng họ rời bỏ bạn bởi vì một ai khác. Họ giấu kín mà bạn chính bạn hiện tại cũng không biết lý do tại sao. Và dấu hiệu thứ hai là họ cảm thấy là họ chưa có sẵn sàng cho mối quan hệ của cả bạn và họ. Và lá bài thứ ba đó chính là và đời sống tình cảm của hai bạn không được như xưa nữa. Cái sự quyết định bạn nên chờ đợi hay không làm ở bạn. Nhưng lá bài trải bài khuyên các bạn nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ này.